tất cả anh em. Bên mình mới về một lô xúc lật độ từ 0.8 đến 1.3. Để mà quay chi tiết ở từng xe ấy, thì video nó dài quá không tải lên Zalo được. Mình quay chi tiết từng xe nhé. Con này là 926G, công suất máy 58kW này, lốp 23.5 này, lốp đặc, lốp hơi đều có cả. Gầu là 0.95. Con này cabin thấp để sử dụng trong công việc là chui trong công xúc hàng. Xe cấu hình rất là đẹp, khỏe. Con này là 920C, công suất máy 42kW, cầu lắp, lốp 23.5, gầu là 0.8. Con này là 926E, công suất máy 58kW, gầu 0.95, cầu dầu, số tự động. Đây là 930G, công suất máy cũng 58, cầu dầu số tự động. Con này là càng dài, gầu cơi lên thành khối rưỡi. Con này sử dụng trong cái xúc nông sản phù hợp. Đây là 932A, công suất máy 76, lốp từ 16-70 chỉ 20, lốp đặc, lốp hơi đều có cả. Gầu thì 1.3. Đây là 32LB, công suất máy 76kW. Con này là có tháo lắp nhanh nhá, có cả gầu, càng lưng, kẹp. Xe cấu hình rất là khỏe, đẹp, chắc chắn.